Nha Trang, người hiền như nắng ban mai, thật thà trông rất ngây thơ, tâm hồn trong sáng dịu dàng. Em thật mộng mơ, huyền diệu như ánh trăng soi, cuồn cuộn như gió biển khơi, ngút ngàn như áng mây trôi. Anh tình cờ gặp em, nghe giọng nói tiếng em cười. Anh như Lang Thang Nha Trang xin được mến chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng trở lại với video trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay vào buổi chiều và thời tiết cũng khá là đẹp thưa quý vị. Phía xa xa quý vị quan sát được những cái cánh đồng, rồi có núi. Ở đây là một vị trí khá là cao thuộc xã Vĩnh Thái của thành phố Nha Trang. Và hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị một cái quang cảnh, một cái địa điểm mà chắc chắn là sẽ thu hút được nhiều bà con của mình đến đây tham quan và vui chơi vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Ở đây là quán cà phê Mokuzo thưa quý vị, nhìn rất là đẹp luôn. Và càng bất ngờ hơn nữa khi hôm nay em có một chuyến đi thiện nguyện đến cái khu vực Đất Lành, là nằm ngay phía bên kia kìa quý vị. Sẽ đi vào cái chỗ đó và phát quà đến những bà con khó khăn. Trên cái đường đi thì ở đây có một cái quán cà phê rất là đẹp. Em ghé qua đưa mấy chị em ở chợ Bầu cùng đi tham quan để mà mấy chị cũng vui chơi một chút xíu thưa quý vị, cũng giống như là để cảm ơn mấy chị đã đồng hành cùng với em trong chuỗi ngày vừa qua, những cái chuỗi ngày mà đi thiện nguyện. Thật sự là cảm ơn mấy chị em rất là nhiều. Và quý vị đang được quan sát là một cái cảnh quan ở đây phải nói rất là đẹp luôn. Đứng trên này thì quý vị cũng có cảm nhận là giống như mình đang ở trên Đà Lạt chứ không phải là đang có mặt tại Nha Trang đâu. Bây giờ là tầm khoảng 2 giờ rưỡi buổi chiều, tầm khoảng 3 giờ rưỡi chúng em sẽ có một chuyến phát quà yêu thương, chia sẻ sự yêu thương đến với bà con ở thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái. Chào mấy chị em. Chào chúc ha. Bây giờ em sẽ giới thiệu rõ từng tên để quý vị cùng biết đến mấy chị em chào bầu. Trước tiên đây là chị Trúc. Chị Trúc là bán xôi đúng không? Đúng. Bữa giờ bán được không? Cũng được, rất là nhiều khách. Là cũng có người là biết đến nhóm chị em mình là qua cái kênh YouTube ha, rồi tới ủng hộ ha. À, đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn chị Trúc ha. Bên đây là chị Hồng. Chị Hồng trong cơm Phượng Hồng đó quý vị. Chị Hồng có điều gì muốn nói với bà con khán giả không? Tự giới thiệu cho mình đi. Em tên là Hồng, nhân viên của quán cơm Phượng Hồng. Vừa rồi em cũng được lên kênh YouTube Lang Thang Nha Trang, vậy cũng đi được rất là nhiều chuyến cùng Lang Thang Nha Trang phát cơm cho bà con tại các bệnh viện. Em cũng rất vui và cũng cảm ơn các mạnh thường quân, chúc các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đồng hành cùng kênh Lang Thang Nha Trang sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Cảm ơn chị Hồng ha, hay quá. Rồi bây giờ giới thiệu đến quý vị chị Phượng. Rồi hello chị. Hello Nha Trang Lang Thang nhé. Hôm nay mình đi uống cà phê, mình giải khuây đi. Không phải mình đang bán cơm đâu mà nó y như cái đợt mà lần đầu tiên gặp bán cơm vậy đó. Giống như lần đầu tiên mà em gặp chị ngay chợ Bầu luôn đó. À đúng rồi. Rồi bây giờ làm sao? Giờ cà phê đây, cà phê đâu? Cà phê đây lạc mè. Hôm nay được em đưa mấy chị đến một cái nơi mà nó giống như Đà Lạt vậy đó. Lần đầu tiên mấy chị được tới đây, lúc này chị thấy thích và cảm ơn Nha Trang Lang Thang rất nhiều. Dạ rồi, cảm ơn chị Phượng ha. Rồi đây là cô Út của chị Phượng và chị Hồng. Chào cô Út. Chào kênh Trang Giang Lang Thang. Cô Út của Phượng Hồng bán bánh nậm, bánh bèo, bánh hỏi gần bên Phượng Hồng. Xin chào trên kênh lên cô không biết nói gì. Rồi ha, mình đơn giản mà ha. Hôm nay đi chung có em Nhi nữa thưa quý vị, em Quách Tuyết Nhi, một cái em gái mà gốc người Hoa, người Phúc Kiến đó quý vị. Chào em. Chào quý vị khán giả ạ. Có điều gì muốn nói không? Hôm nay không có Tuấn Anh đi theo ha.
Dạ, em rất là vui khi mà ngoài việc đi thiện nguyện với mấy chị thì còn được đi đi cà phê với chị. Dạ. Này, thấy chỗ này đẹp không? Thấy chỗ này đẹp không? Rất là yên tĩnh. Dạ. Đây cảnh đẹp ha. Dạ, cảnh như Đà Lạt. Rất đẹp. Rồi bây giờ ở đây cảnh đẹp lắm, mấy chị em mình đi đâu đó chụp hình đi rồi giới thiệu luôn để em đi theo em quay. Chị Phượng nè. Chị Phượng đi view. Thôi nhóm mình đi chung luôn đi. Chỗ nào nè? Chỗ nào để mình giới thiệu đến quý vị khán giả để nhiều bà con của mình mà đang ở Nha Trang đó biết đến cái địa điểm này và tới đây vui chơi trong những dịp Tết. Một lần nữa thưa quý vị, đứng đây mình có thể quan sát được toàn cảnh của khu vực xã Vĩnh Thái. Đây là bắp Thái ha. Bắp này là bắp Thái. Ở đây trang trí đẹp quá. Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, Chúa xuân giang trăng thật xinh. Tiếp luôn chị, hay quá ha, tiếp luôn. Quên rồi. Quạt đó của tới công. Đẹp quá ha. Dưa hấu, bánh chưng, bánh tét cũng phải từ chưng để chụp. Cái này là bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, cành mai vàng. Bên cành đào tươi. Bên cành đào tươi. Cành đào đâu, cành đào. Tết năm nay hồng thêm một tuổi. Cảnh đẹp lắm quý vị. Ở đây thì chắc chắn quý vị nào mà đến với Nha Trang, đến với chỗ này, ghé đây chơi thì chắc chắn là sẽ có những cái tấm hình đẹp để mà đăng trên mạng xã hội để mà trên đó họ lưu lại khoảnh khắc của mình, có thể là 1-2 năm sau, thậm chí là 5-10 năm sau khi Facebook nhắc lại thì quý vị cũng sẽ thấy được một cái kỷ niệm rất là đẹp. Sao chú? Em không nghĩ là có một cảnh đẹp như thế này, thì cũng nhờ Nha Trang Lang Thang dẫn tụi em đi lên mới thấy được cảnh đẹp như thế này. Hứa một ngày gần nhất sẽ lên đây lại một lần nữa. Mình hứa với chủ quán cà phê rồi cho anh ta mừng. Dạ. Hứa với chủ quán cà phê hết cho anh ta mừng nha. Hứa chủ quán sẽ gần Tết sẽ gia đình sẽ lên đây một lần nữa. Nhớ nhìn mặt là ưu đãi 10% ha. Gần mẹ đâu có xe đâu. Gần gần lắm ha. Chắc chắn là Tết với chị này sẽ quay trở lại nè. Dám lắm. Quán tới chị nó trang trí cho chị Hồng. Khi nào mà quay trở lại thì dẫn Nha Trang Lang Thang đi theo. Trước là chúng em đi tình nguyện cùng Lang Thang Nha Trang và sau thì chúng em đi thư giãn. Xin kính chào các bạn thường quân trên kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Mình làm vất vả rồi mà cả năm rồi, bữa giờ cũng đi theo em nhiều chuyến, coi như hôm nay em mời mấy chị ha. Từ từ tới chỗ cái cối xe gió đi, tới cối xe gió ghi hình ở đây nè. Để bà con thấy được cái cảnh giống như nhìn xuống cái thung lũng vậy đó quý vị. Không khác gì Đà Lạt luôn. Wow. Em rất là vui luôn thưa quý vị. Khi mà đi phát cơm ở những cái bệnh viện đó thì bà con vẫn quen thuộc là cơm áo màu vàng. Dạ, cơm màu vàng, cơm áo màu vàng, thật sự là rất là vui. Lấy một xe cũng thức hoa gì mình tưởng tượng mình là áo dài ôm bóp đó lá phong đó, đúng rồi đó. Wow, đẹp quá ha. Hai bó, hai bó. Rồi cô Út tạo dáng luôn đi. Đây này nghe, mặc áo dài, đang mặc áo dài đứng ở giữa chợ đầm. Wow, rất là đẹp luôn thưa quý vị. Đây là một cái tiểu cảnh mà họ trang trí để bà con mình chụp hình chụp ảnh. Và phía xa xa kia là một cái dãy bàn uống cà phê, quý vị ngồi đây và quan sát trực tiếp xuống dưới thung lũng luôn. Rồi mình đi tiếp ha. Chút nữa ở bên trong á, ở bên trong có mấy cái món đồ cổ, điện thoại mà mình quay vòng vòng á, với đồng hồ báo thức. Đi qua chỗ nấc thang lên thiên đường kìa. Cái này là bông giả thôi thưa quý vị. Ở đây có cái hồ nước. Wow, đây giống như đi vô cái rừng trúc nè ha. Rồi
Wow, đẹp quá ha. Wow. Càng lên cao càng nguy hiểm nha. Không đùa giỡn nha. Ở dưới đây là cái vật đó. Ở dưới đây là cái vật đó nghe. Wow. Cảm giác sao Phượng? Cảm giác sao? Đẹp quá. Có sợ độ cao không? Có, nhưng mà lỡ lên rồi ngồi luôn. Wow. Rồi có út lên không? Sợ thì ngồi phía dưới này nè. Wow, đẹp ha. Rồi chắc chắn em sẽ cắt mấy tấm này ra làm hình ảnh ha. Rồi đẹp lắm thưa quý vị. Wow. Cái này Tuấn Anh nè, không đi nè, mến nè, đào nè, chắc chắn là sẽ rất là tiếc luôn. Rồi Phượng xuống cẩn thận nha. Cái này không có ai có gan lên cái đỉnh cao nhất á ha. Sao vậy? Thì ai đâu mà gan tới cỡ đó. Chỗ đây là một cái tiểu cảnh tiếp theo nè quý vị. Xuân Giáp Thành, cà phê Mokuzo. Đẹp phải Hồng ha. Đứng đây chụp lấy cái cảnh bên đây nè. Wow. Đẹp nha, đẹp nha. Rồi di chuyển thôi. Đây. Cái này mấy cái ủ rơm. Trên đây kiểu nhà sàn. Quý vị nào mà thích ngồi trên cao quá thì có thể ngồi ở trên đó. Ở đây có cái hồ nước đó nè quý vị. Cái này thì đường đi lên đây là quý vị đi từ đường Lê Hồng Phong, ngay chỗ đường ngã tư Hồng Lĩnh, Lê Hồng Phong và đường Phong Châu. Quý vị cứ đi thẳng lên trên này thì sẽ bắt gặp được cái bảng chỉ dẫn mũi tên đi vô quán cà phê Mokuzo. Ở đây là nằm trên một cái ngọn núi, đồi cũng cao lắm đó quý vị. Di chuyển lên đây đường dốc, quý vị đi giữ vững tay lái. Đi xe số thì để khoảng số 2, số 3 chạy lên. Ở đây có trái tim. Không khí Tết đến xuân về của Nha Trang thì không có nóng lắm đâu quý vị, thậm chí là se se lạnh nữa. Đây là dù của Nhật. Cái này mà Phượng có kimono đứng đây chụp là đẹp luôn á Phượng ha. Ông này thiệt đó chứ. Ở đây có cho thuê đồ không em? Anh nghĩ là tụi em nên mở thêm một cái dịch vụ thuê đồ kimono á. Anh nghĩ là đẹp lắm. Hồi sáng cũng nghe tư vấn vậy luôn đó hả? Vậy là cùng ý tưởng gặp nhau à. Cái này giống như cái khu du lịch Lá Phong ở trên Đà Lạt đó. Hao hao giống. Đất này đẹp được bắt thái. Kẹp thử đẹp không? Cảnh đẹp lắm thưa quý vị. Hôm nay ở Nha Trang, khu vực ngã 7, phố Đèn Lồng Đỏ và chợ Đầm, chung cư B, bà con đến mặc áo dài chụp hình rất là nhiều. Tuy nhiên thì bà con có thể mặc áo dài hoặc là áo kimono lên đến
cà phê Mucozo, Makuzo để bà chụp hình thì sẽ hết sức là tuyệt vời. Gọi điện thoại đi, móc vô gọi điện thoại quay quay vòng vòng. Chồng thiếu nhiên. Đây, máy ảnh. Máy ảnh nó xưa rồi đó. Máy ảnh từ phương xe. Đó, chú có chụp hình bị cái sổ luôn. Em sẽ cầm cảnh cái đồ điện thoại. Đồ hồi xưa ha. Đây. Nhi. Nhi. Bấm chụp chị đi. Chị Google ơi, chị Google. Có phải chị Google không? Chị Google. Ở đây là mấy cái đồ xưa đó nghe. Cẩn thận nhẹ tay nha mấy chị nha. Ở đây những cái máy chụp hình hồi xưa nè quý vị. Panasonic. Chỗ đây là cái quầy order thức uống cũng như là có bán thức ăn luôn. Ghế đây mày cắn ra là được hết chứ. Ở đây có tô tượng nữa nè thưa quý vị. Gia đình nào có mấy em nhỏ lên đây trải nghiệm cũng rất là hay. Bảng giá có món điểm tâm nữa nè, ăn sáng. Quý vị nào mà không thích ở bên ngoài thì có thể vào bên trong này, có phòng máy lạnh. Ở đây theo kiểu hồi cổ đó quý vị, trang trí đẹp lắm. Ở đây nguyên một bộ món đồ xưa, máy chụp hình, cái này ống len hồi xưa nè quý vị, có cái kệ sách rất là xưa luôn, nhìn rất là đẹp. Ở trong đây trang trí toàn là đồ gỗ thôi, có cái đồng hồ cổ nữa. Nhìn rất là đẹp. Rồi bây giờ đến review món nước nha. Còn loại uống gì? Anh uống trà sữa mà. Đâu có. Trà sữa Việt Quốc của chị Phượng. Thì đủ 5 ly thôi, cameraman đâu có uống đâu. Của cô á, đúng rồi. Bác xỉu đá. Được rồi, mời mấy chị nghe. Cảm ơn em nha. Vô đi, 1, 2, 3, vô đi, cảnh đẹp quá nè. 1, 2, 3, vô. Rồi bây giờ là cảm nhận thực tế của từng người nè. À, cô Út nè, uống thử rồi cho cái cảm nhận nha. Cảm nhận công tâm nha. Xỉu đá tại quán một tiếng này nhé. Quán gì quên rồi. Mokuzo. Phượng uống Việt Quốc thấy ngon không Phượng? Ngon. Cảnh đẹp không Phượng? Đẹp. Thú vị không? Thú vị. Bây giờ Nha Trang lang thang. Ngoài những cái chuyến đi hoặc là ngoài những cái buổi mình làm việc vất vả,
đôi khi cũng chích ra một cái khoảng thời gian nào đó tự thưởng cho mình ha, để mà giải khuây giải stress rồi cũng tuyệt vời lắm. Tất cả đều để như Trang một chút em quyết định. Đâu, ý em nói là ví dụ như mấy chị có thời gian rảnh thì đi cùng gia đình đến đây cũng được nè. Từ đây cách chợ bầu cũng đâu có xa đâu ha. Sao nước uống vừa uống không? Ngon. Hơi lạc ha. Ngon. Ừ. Ở đây thì bạch sữa ở đây nó hơi ngọt. Chua chua ngọt. Cái nào chua chua ngọt ngọt đâu? Đây nè. Cái này là tiếng Trung hay tiếng Nhật? Tiếng Nhật ha. Mỗi chỗ chắc nó làm mỗi khác. Hèn gì tại vì thấy cái phong cách nó gần gần với khu du lịch Lá Phong ở trên Đà Lạt đó. Chỗ này mỗi khác. Trên đó là cũng là hoàn toàn là Nhật luôn đó. Cảnh đẹp lắm quý vị. Sau khi mình kết thúc một chuyến giải trí tại đây ha, mình sẽ đi đến cái khu vực kia kìa. Đó, thấy cái làng đó không, ở dưới chỗ đó là thôn Đất Lành. Mình sẽ di chuyển tới chỗ đó rồi mình sẽ phát gạo đến những bà con khó khăn. Ở chỗ đó là có gia đình của chị Linh Khiếm Thị, mà mấy anh em cũng đã đến thăm hỏi và mua hết chỗ luôn. Lúc đó là vui lắm, mua hết chỗ luôn. Lúc đó là Nhi với lại Tuấn Anh, hai anh em dắt chổi đi phát gạo, vui lắm. Ở chỗ đó là bà con ở các nơi luôn, khi mà chỗ họ ở từ xưa tới giờ bị giải tỏa rồi tái định cư tại chỗ đó, hoặc là những người mà họ để dành được một chút vốn có thể mua đất xây nhà ở vị trí đó luôn. Phía bên kia là view thành phố nè quý vị. Quý vị thấy những cái tòa nhà mà trắng trắng chỗ đây, những cái tòa nhà mà trắng trắng đó thì chỗ đó là khu dân cư mới, khu dân cư Phước Long, khu dân cư Phước Hải. Đây mấy cái trái thông chắc đem từ Đà Lạt xuống. Rồi bây giờ mấy chị em tự do tận hưởng không khí ha, rồi tầm khoảng nửa tiếng nữa mình xuất phát. Chúc mấy chị em vui vẻ nha. Yeah. Lúc nào cũng vui. Cảm ơn Nhi Trang Lang Thang nhiều nhé. Kính thưa quý vị, một chút chia sẻ những cái hình ảnh, những cái cảnh quan nơi đây để quý vị cùng biết đến Nha Trang. Còn rất nhiều những cái chỗ vui chơi giải trí đẹp mà quý vị có thể đưa gia đình đến đây tham quan và chụp ảnh. Một chút chia sẻ đến quý vị, xin phép được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng. Video lên nhiều người tối á, biết đến là tối.